Hello anh em, bữa nay mới kiếm ra thêm một cây UL. Cây này nhẹ bậc nhất lịch sử mọi người. Mình cân bằng cân đồng hồ đó là 60g. Nếu mình không tin cái mình đem cân bằng cái cân điện tử thì thấy nó nhẹ quá, thì nó là 65g. Nói chung là phải nói là nhẹ bậc nhất mà mình từng gặp mọi người. Cây này là lua Suzumi UL Made in Korea. Ngoại hình cán nè, anh em thấy đẹp không? Khoen Fuji luôn nha, phôi carbon, cái gỗ bần thiệt nè, bát siêu đẹp luôn nha, nhẹ lắm, bát này chắc chắn bát nhôm vậy, chứ nếu bát inox thì không thể nào nhẹ vậy được. Lua mồi từ 0,8 tới 3g, anh em có thể lua tự do các loại mồi siêu nhẹ mọi người ha, mồi ruồi, mồi lông bla bla, tải cá từ 2 tới 4 lb, tức là maximum là được gần 2 kg. Cái này là phù hợp anh em lua các loại lua suối. Chúng ta lua suối cá rù phi, cá chày, cá ngựa, đấy tuyệt vời. Nếu mà câu biển thì chúng ta là hợp lý nhất là chúng ta lua mực. Câu cá hanh, cá cháp, cá nâu, cá dìa, đó. Chỉ có điều cây này là một vị thần một vị thần chủ cần nào đó đã có nhã ý là đem sắp ngược cái khoen đề ba xuống mọi người ha. Thật là một cái phát kiến mà gọi là xứng đáng gọi là đi vào lòng đất lại ông nội nói chung cái từ thật ra là sắp ngược lại như thế này để làm cho nó có cái điểm nhấn thì cũng không sao, nhưng mà tổng quan mọi người thì là cái khoen gọi là khoen này là gọi là, nếu mà theo thuật ngữ mà cần câu người ta gọi là khoen chân y đấy, chân y một chân chuyên dành cho cần lua đó, thì khoen chân y không nên sắp ngược mọi người ha, chỉ có khoen dạng hai chân thôi, nó có thể là cánh bướm, nó có thể là chân ca đấy, nó có thể là dạng nòng súng thì sắp ngược lại khoen đề ba hoặc là khoen kế tiếp nữa thì nó sẽ tạo cái điểm nhấn đẹp cho cây cần. Nhưng mà đây là khoen chân y thì cái chuyện sắp ngược là mình mắc cười. Tổng quan là phôi khoen là đẹp hết nha anh em, khoen này khoen Fuji luôn á chứ không phải là khoen thường đâu nha. Cho nên là anh em câu biển là thoải mái, chỉ có chỗ phần chỉ chân khoen là vị thần này là làm hơi xấu mọi người ạ, nó là xấu. Giá cây này là rẻ nha anh em, tại chính vì là nó có một cái điểm nhấn độc đáo là một cái khoen sắp ngược như thế này cho nên giá chỉ có 350 là mình bao ship luôn cho anh em nha. Còn bắt đầu những khoen tiếp theo thì cũng may mắn là chưa có bị đi vào lòng đất như vậy. Ở trên thì ok mọi người ha. Đây, trên thì bình thường thôi. Đó, có keo chỉ của một số khoen này là nó hơi xấu nha anh em. Này, nó xấu rồi nè. Những khoen này thì đẹp nè, những khoen trên ngọn là đẹp nè. Những khoen này là chắc có thể là chủ cần của chúng ta là cũng gọi là em yêu khoa học lắm đi. Quấn ghê quá, xấu quá. Đã, chính vì xấu cho nên cũng có giá rẻ mọi người ha. Giá 350 là mình đã bao ship tận nhà anh em nha. Còn nếu mà anh em nào mà có nhu cầu mà yêu cầu mình lật lại cái khoen này rồi đi chỉ lại keo lại cho nó nhìn nó đẹp đẹp hơn tí á, thì thêm chút xíu kinh phí mọi người ha. Thật sự là theo mình đánh giá đây là một cái cây lua nhẹ bậc nhất lịch sử luôn, mà mình từng cầm trên tay luôn á. Nó nhẹ tới mức mà mình cân xong là mình không tin nổi luôn á. Cây này là 562 thì cây này tầm cỡ 1m65 mọi người ha, 1m50, 1m65 gì đó, mình không có đo chính xác. Đấy, hiển nhiên là theo mình đánh giá tổng quan cây này là một cây tuyệt đẹp đó, cực nhẹ, ngoại trừ cái điểm nhấn đi vào lòng đất này thì còn lại là khá là ok mọi người ha. Rất phù hợp anh em gọi là đam mê cái thể loại là câu cá siêu siêu nhỏ mà dạng cảm giác. Đấy, rất là phù hợp anh em lua cá ngựa suối nè, cá chày suối, lua rô phi, đấy, lua mực, câu cá hanh, cá chép. Rồi cá chép cũng câu ok mọi người ha. Cá hanh, cá nâu, cá gì này nọ. Đấy, những loại cá tầm cỡ 3-4 ngón tay thôi là nó đã làm cho cây này cực kỳ cảm giác luôn rồi. Rồi, cảm ơn anh em luôn yêu thương ủng hộ mình nha.